Mang bầu 6 tháng, Tú Vi được ông xã Văn Anh chăm sóc như bà Hoàng. Không chỉ chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, Tú Vi cảm động khi được chồng Văn Anh bưng bê nước rửa chân cho vợ tới tận giường. Cặp đôi ngôn tình Văn Anh Tú Vi từng gây chú ý với đám cưới lãng mạn vào năm 2015. Từ khi yêu nhau tới giờ, đôi diễn viên bếp hát vẫn luôn được nhắc đến với những hình ảnh đầy ngọt ngào, vun đắp hạnh phúc bằng những điều bình dị. Cặp đôi uyên ương của làng điện ảnh khiến bao người ngưỡng mộ khi luôn tình tứ gắn bó bên nhau bằng những khoảnh khắc đời thường nhất. Được biết, cho tới hiện tại, Tú Vi đang mang bầu khoảng 6 tháng. Tuy vậy, cặp vợ chồng Tú Vi vẫn chưa tiết lộ giới tính của con, vì với họ, điều không quan trọng con đầu lòng là gái hay trai. Mới đây, trên trang cá nhân, Tú Vi đã chia sẻ không chỉ chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, còn được ông xã cắt tỉa móng, bê nước ngâm chân tới tận giường, dành những lời khen và cảm ơn Văn Anh. Bật mí niềm hạnh phúc được lên chức bố mẹ, nữ diễn viên cũng chia sẻ về cuộc sống vợ chồng khi tổ ấm đón chào thành viên mới. Theo đó, Tú Vi đã nhận được sự chăm sóc yêu thương, quan tâm hết mực từ người đầu óc má kề trong thời gian mang thai. Nữ diễn viên chia sẻ, có tấm mình chụp ông biết, có tấm không biết, mấy tấm ông nhìn thấy ghê hoặc quay lưng là ông biết, mấy tấm vô tình nhìn camera hoặc mặt cười cười dễ thương là ông không biết nha cả nhà. Vì hạn chế trong mọi việc nên ông dành làm cả và cũng có mấy cái mình nhờ vả. Như mình không thể gặp người cắt móng chân, mình nhờ cắt giùm mà ổng cắt từng tí một, sợ phạm vào da vợ. Ông cắt xong mình nhìn xuống, thấy vẫn dài như chưa cắt, thế là ông phải cắt tiếp. Không bao giờ để mình đói là châm ngôn của gia đình này. Mỗi lúc không có mẹ nấu ăn thì chồng mình lăn vào bếp chiên cơm cho. Ông gọi là món cơm chiên nhất nách, ý là ngon nhất nách. Ngoài ra thì thường xuyên pha sữa, gọt trái cây, đu đủ, bưởi, dưa gang, dưa lưới và chân yến cho mình ăn. Ông chồng cao hơn mình, với cả mình không được với tay, nên ông nhăn mùng gấp mùng, xếp gối nằm và đắp mền cho mình nữa. Ông không cho mình khiêng thau nước, nên mỗi tối ngâm chân với đá muối là ông pha cho mình ngồi ngâm. Thực sự mình rất cảm động vì chồng mình lo lắng cho như thế. Hôm bữa mình hỏi ổng, thời gian này chồng thương vợ quá, lo cho vợ quá trời, mai mốt vợ sinh rồi, chắc không lo cho vợ nữa đâu đúng không? Ổng nói đúng. Ông xã Văn Anh còn mang nước cho bà xã ngâm chân. Dù là những việc nội trợ đơn giản, nhưng nam diễn viên luôn giúp bà xã làm tất cả. Dù bận rộn với công việc, nhưng nam diễn viên vẫn dành nhiều thời gian để chăm sóc vợ bầu. Văn Anh cẩn thận ân cần chăm chút cho bà xã, hình ảnh đầy yêu thương quấn quýt của đôi vợ chồng. Ngay trong những khoảnh khắc đời thường mộc mạc, không khỏi khiến nhiều người ghen tị. Văn Anh còn dăng mồm gấp mùng và làm tất cả những việc có thể là để phụ giúp vợ. Nổi tiếng là thế, nhưng Văn Anh Tú Vi vẫn luôn cởi mở không ngại ngùng. Văn Anh cho biết, anh và vợ rất giản dị dù là nghệ sĩ, nhưng cả hai có cuộc sống nhẹ nhàng như bao người. Văn Anh nhấn mạnh anh và vợ không đặt nặng tâm lý về dư luận. Dư luận khen thì vợ chồng anh vui, còn nếu không may bị chê thì cả hai cũng không buồn.